Rồi xin chào toàn thể các bác quay trở lại với video tiếp theo của em Thành Phạm nhá. Hôm nay thì tiếp tục em giới thiệu đến toàn thể anh chị em một vài mẫu sản phẩm của shop. Thì đầu video mong rằng mọi người giúp em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Cảm ơn toàn thể anh chị em nhá. Sản phẩm đầu tiên em về được cái dòng thước rút tự hãm mọi người nhá. Con này thì thước rút tự hãm này của Kirito mọi người ạ. Kirito. Đó, thì con này dài 5m này, 5m. Và cái loại này nó sẽ tự hãm nha, mọi người rút ra nó tự hãm này, tự hãm. Đấy, rồi mọi người ấn là bỏ tay ra nó dừng này. Đấy, mọi người ấn này. Đấy, bao xịn luôn nha. Rồi em sẽ test thử luôn cho anh em xem cái độ dài của nó là bao nhiêu thì nó mới gục nhá. À, nó dài bao nhiêu nó mới gục ngã này. Đó, mọi người thấy không? Rất là dài nha. Đấy, đây. Bây giờ là nó là đang 2m4 này, 2m4 này. Đấy, 2m4 mà em nếu mà em đỡ như này nữa thì còn dài được nữa này. Đấy, em đỡ được như này nữa này. Đấy. Thì đây. Để em sẽ cân lại xem nào đến được 2m mấy thì là nó sẽ rơi. Nó sẽ gục như này. Đấy, đúng 2m4, 2m49 nhá. Rồi cho 2m rưỡi đi. Đấy, uốn cong được 2m rưỡi luôn. Đấy, kéo dài là được như vậy. Đó. Hàng bao xịn cho anh em để đo đạc các thứ này. Và giá nó rất là vừa phải thôi. Đấy, giá nó rẻ phải chăng mọi người ạ. Giá nó chỉ có 45.000 nhá. 45.000 cái con thước Kirito của Nhật như này là, nó là 5m này. 5m này. Còn con 7m rưỡi mọi người nhá. 7m rưỡi. Mẫu 7m rưỡi này thì giá của nó là 70.000 nha mọi người nhá. 70.000, 7m rưỡi. Đấy, siêu cứng luôn mọi người nhá. Siêu cứng luôn. Ok anh em. Các bác nào thích cái mẫu này thì liên hệ với em Thanh nhá. Tiếp theo em Thanh về thêm một số những cái mẫu ly bãi Nhật mọi người nhá. Ly này thì nó là ly của Nhật và nó thanh lý hàng chưa sai. Dòng này thì nó là dòng sản xuất cho sự kiện Olympic ấy. Đấy, nên là nó chưa có sai thì nó về nó thanh lý cho Việt Nam chúng ta. Anh em hàng bãi thì bốc những cái dòng này về. Đó, thì nó ở đây nó có mấy loại mọi người nhá. Nó có mấy loại này, ly cổ cao. Và màu đa màu luôn. Đấy, ly cổ cao và ly cổ xòe như này, ly cổ xòe như này. Và một loại dòng ly ngắn như này. Đấy, cái này nó có bụi bẩn nhá. Đây nó còn nguyên như này nhá. Đấy. Dòng này thì nó đây để em coi xem nào. Đấy, còn nguyên có cái còn nguyên như này. Đấy, màu trắng này anh em này. Màu trắng này. Trong này thì còn nguyên cả chống ẩm nhá. Dòng này ni lốc 2 lớp mọi người ạ. Ni lốc 2 lớp hút ẩm trên không. Siêu xịn luôn này. Rồi. À, cái dòng này thì anh em cũng chắc cũng dùng nhiều lắm rồi. Dùng nhiều lắm rồi. Đây, cổ loe nhá. Cổ loe nhá. Thì em gửi cho anh em đến những cái mẫu cổ cao như này nhá. Cổ cao như này thì nó về nó nhiều màu quá. Nên là không dám bốc... không dám bốc lựa cho anh em nhé. Đấy thì nó cũng có một vài cái vết xước thôi do cái về vận chuyển về. Đấy, giá của nó là 75.000, 75.000 một chiếc cổ cao như này. Đấy, 75.000 một chiếc. Và anh em mua từ 10 chiếc trở lên thì sẽ bao ship cho anh em nhé, bao ship cho anh em. Còn những cái dòng cổ xòe như này, đấy, cổ xòe mọi người nhé. Đấy thì nó là 65.000, 65.000. Thì các bác mua từ 10 chiếc cũng là bao ship cho mọi người nhé. Ram Home Media Tokyo. Rồi, và một số những cái mẫu cổ lùn như này. Cổ lùn như này. Cổ lùn như này thì em gửi đến cho anh em với mức giá là 60.000 đồng nhé. 60.000 đồng một ly. Đấy, một ly như này. Thì anh em cứ mua từ 10 ly thì em cũng bao ship cho anh em. Bao ship cho anh em nhé. Giá thì nó rất là vừa phải thôi. Đấy. Dòng này thì nó là hút trơn hút ẩm trên không hai lớp cơ mọi người nhá. Bên trong này còn mới nguyên. Xịn lắm mọi người ạ. Giữ đá thì tuyệt vời luôn. Giữ độ lạnh thì rất là tuyệt vời. Ok anh em nhá. Em lên cho anh em một cái mã ô Nhật cho các bác về sưu tầm này. Anh em có thể về tặng ông bà bố mẹ nhà mình cũng được. Đó. Con này mẫu ô Nhật mọi người nhá. Ô Nhật còn mới nguyên, nó cũng thanh lý có mấy chục chiếc thôi anh em ơi. Đấy, dòng ô Nhật này. Đấy, tem Nhật anh em nhá, tem Nhật nhá.
Dòng này thì màu này là như kiểu là màu chú tiểu ấy, màu chú tiểu anh em nhé. Đấy, rất là cứng cáp, tay gỗ này, tay gỗ và bọc thêm một cái lớp túi bóng nữa mọi người nhé. Ở đây thì nó có một số cái họa tiết hoa văn. Đấy, làm siêu đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Rồi bây giờ em sẽ mở ra cho anh em coi ha. Mở ra cho anh em coi ha. Đấy, rất là cứng cáp như này. Và em sẽ đo cái chiều vành ô của nó cho các bác nhé. Đó. Rồi, một cái chiếc ô như này rất là phong lưu. Phong lưu. Đấy, cứng, mới, tinh. Chưa có sai. Chưa có sai. Ô Nhật anh em nhé. Ô Nhật nhé. Rồi em đo luôn cho anh em cái đường kính của cái ô dòng ô này như này nhé. Đấy. Đường kính luôn này. Cái này đường kính của nó là gần được 1m2. Đấy, gọi là, gần được 1m1 mọi người nhé. Được 1m1 đi. 1m19. Đó, ok các bác này. Và cái phần phần cán này nó cũng được làm bằng cán gỗ nhé. Đấy, siêu xịn luôn. Đấy, các bác nhìn này. Siêu đẹp luôn. Rồi, ok anh em này. Em gửi đến cho anh em một cái mức giá là 150.000 một chiếc nhé mọi người nhé. 150.000 một chiếc ô mới của Nhật. Cho anh em siêu tầm quả này đúng phong lưu luôn nhé. Sản phẩm tiếp theo em giới thiệu đến toàn thể anh chị em một cái mã dao chuyên lọc anh em nhé. Chuyên lọc thì cái mã này nó là dòng dao của Kai. Kai nó có cái mã số này. Đấy. DM0760 anh em nhé. Con này thì cán của nó thì nó sẽ được làm bằng carbon mọi người nhé. Đấy, cán làm carbon siêu xịn luôn này. Đấy, cán của nó nhá. Dòng này thì chuyên lọc nên là lưỡi nó dài lắm. Lưỡi dài lắm và nó sắc bén, vô cùng là sắc bén luôn. Đấy, các bác thấy không? Vô cùng là sắc bén chứ không phải là chuyện đấy, chất thép này. Em cho anh em nghe tiếng chất thép của nó nha. Đấy, chất thép của nó nha. Rồi, em đo bản này 4/6 nhá. Chiều dài còn chiều ngang của nó là 4/6 và chiều dài lưỡi của nó là 23.4 phân. 23.4 nhá. Tổng chiều dài là 37 phân đi. Đấy, 37 phân. Con này thì cho anh em chuyên thái lọc. Đấy, chuyên thái lọc. Đó, trước em làm bếp thì dùng cái con này mà làm salad thì với để lọc thịt, thái thịt thì tròn bài luôn anh em ạ. Đấy. Rồi, ok anh em này. Các bác có thể lọc cá hồi rồi là mình lọc cá, lọc thịt các thứ dùng con này. Cũng siêu đẹp luôn. Và nó siêu chất luôn. Rồi, em gửi cho anh em với cái mức giá là 220.000 một con này nhá. Con này em đang lên cái mã đó là mã H1 anh em nhé. Mã H1. Đấy, 220.000. Đấy, cũng siêu rẻ, hạt rẻ luôn cho anh em. Các bác nào quan tâm đến cái mẫu này thì có thể liên hệ nhé. Tiếp tục em Thanh giới thiệu đến cho anh em một cái cặp dao anh em nhé. Cặp dao. Cặp dao này của thương hiệu Winling. Đấy, và thương hiệu Mofita này. Mofita. Đó thì nó sẽ có bao gồm cho anh em là một con dao thái và một con dao lọc. Đó anh em nhé. Cán của nó thì được làm bằng cán gỗ siêu đẹp luôn. Mọi người nhìn này. Đấy, cán gỗ này. Ở trên đây thì nó sẽ có những cái đường rãnh khe này và một số những cái vân mây họa tiết đây. Đấy, Mofita nhé mọi người nhé. Mofita này. Đấy, Made in Germany này. Một cặp này thì nó sẽ có một con chuyên thái và một con chuyên lọc anh em này. Con lọc vậy thì nó đến từ thương hiệu là Germany, Winling anh em nhé. Đấy, logo thương hiệu Winling này. Con này thì chuyên thái và lọc. Đấy, phần cán của nó này cũng làm siêu đẹp luôn. Đấy, siêu đẹp luôn này. Anh em nhìn thấy không ạ? Rất chi là đẹp luôn. Và mọi người dùng cái dòng này, mọi người thái thịt bò, thịt heo thì chuẩn bài luôn. Hoặc anh em lọc thái con này rất là thích luôn. Đó, cầm như này rất là thanh tay nhá. Thanh tay. Thì em sẽ đi vào chi tiết để em đo cho anh em và các bác tham khảo với hai cái cặp này. Rồi, cái con này thái này, con chuyên thái này, bản của nó là 4/6, 4/7 anh em nhé. 4/7 này. Chiều dài lưỡi của nó là 17.5 và
và nó được làm những cái vân nhám này để thịt nó sẽ không có dính vào má dao, má bản dao. Đấy, anh em nghe chất thép nhá, đây là dòng chất thép nhá. Đó, đây là dòng chất thép chứ không phải là dòng dao inox đâu anh em nhá. Nên là nó, anh em chất biết cái dòng chất Đức của dao Đức của thì các bác biết. Đây. Bữa nay là ngoài Bắc này nó ẩm quá nên là giấy nó cũng mềm luôn. Đấy, giấy nó cũng mềm luôn. Sắc đây nó nhẹ lắm mọi người này, mọi người rất là nhẹ này. Đấy, rất là nhẹ thôi. Rồi ok này, còn con này, con này chuyên thái này, thái lọc này. Đấy, con chuyên thái lọc này. Đó. Rồi em sẽ thử chém nhá. Bình thường là thử dao sắc hay không là mình chém này. Đó, anh em thấy không? Đấy, siêu sắc luôn nhá anh em nhá. Siêu sắc này. Còn những cái dòng dao mà nhụt thì em đố anh em chém được luôn. Đấy. Các bác thấy không? Siêu vip luôn. Con chuyên thái lọc này thì bản của nó cũng là 4/6 này. Lưỡi dài là 20/5 mọi người nhá, 20/5. Và tổng thể của nó này nó là hơn 33 phân, hoặc 33 phân rưỡi. Đó. Một cặp như này, em Thanh đều hỗ trợ anh em mua theo cặp cặp nha mọi người nhá. Một cặp 2 cây, một cặp 2 cây. Giá em gửi đến cho anh chị em với mức giá là 400.000 đồng và bao ship nhá mọi người nhá. 400k bao ship. Đấy, ngoài ra anh em mua lẻ cũng được, muốn thích mua một con cũng được anh em nhá. Con này là giá là 220.000 đồng thì cái mã này nó là mã em gửi anh em lên mã M1 giúp em nhé. M1 là 220k. Đấy, con này là M2 đi. Còn con kia là M1 đi mọi người nhé. Con này là M2. Con này là M1 này. M1 này, 220k. Đó, thì các bác muốn lấy con nào cũng được. Còn nếu anh em mua cả cặp ấy thì tiết kiệm được 40.000 và được bao ship nhé. Còn bình thường một con là em không bao ship được. Đấy, không hỗ trợ anh em được phí ship đâu nhá. Đây là em chặt thử này. Đấy, mọi người thấy không? Chặt nhá. Đấy, chặt đấy. Siêu sắc luôn. Ok anh em. Tiếp theo thì em lên cho anh em 4 cái mã máy sáp này. Đây em chưa có lau chùi được, có một con em lau chùi được rồi thì em mời anh em coi quan sát nhá. Mai em sẽ vệ sinh hết lượt tại vì bốn cái con này rất là đẹp. Con này đến từ thương hiệu Sáp và nó là cái dòng lọc không khí bù ẩm. Lọc không khí bù ẩm và hút bụi mịn các kiểu đều được. Đấy, khử mùi trong phòng gia đình. Đấy, và có tính năng ion tạo diệt khuẩn các thứ này, tạo cho một cái không gian nhà mình trong lành nhá. Và nó có thể tạo ẩm. Thì khi mà anh em và các bác vào mùa hè bật điều hòa thì nó sẽ không có bị khô hanh. Ở đây những cái phần lõi lọc thì những cái phần phổi phèo lõi lọc đây thì em sẽ thay thế hết rồi. Thay thế hết cho mọi người mới tinh. Đấy, con này thì siêu vip rồi. Đây là phần đựng nước nhá, chứa nước cho anh em này. Và dòng này em đã chủ động em lên điện hết cho các bác xài cho nó lên cho nó ngon rồi. Đấy, thương hiệu Sáp. Đấy, Sáp. Các tính năng ở đây. Đấy, tính năng ion mọi người này, ion sử dụng rất là đơn giản thôi, sử dụng rất đơn giản thôi. Con này thì đời của nó là đời 2014 các bác nhé, đời 2014 và nó là 27W, xài điện 100 nhưng mà em nâng điện 220 cho các bác rồi. Đấy. Đây anh em xem hình thức của bên ngoài này, đấy, lau chùi đi đẹp ngay. Rồi ok anh em nhá. Em lên cái mã này cho anh em và các bác tham khảo này. Rồi, mẫu này em gửi đến cho anh em với mức giá là 1.650.000 đồng. Anh em chuyển khoản bao ship nhá. Mã này mã L1, con này Sáp siêu đẹp luôn. Đấy, siêu đẹp luôn. Thì cái này là quạt gió thì khi mà mở ấy, thì nó sẽ gió nó sẽ tỏa về đằng trước này. Giải có giải đèn led đằng trước nữa. Và cái cánh này mọi người cũng phải nâng lên. Đấy, nó là sử dụng bằng cơ. Siêu đẹp nhá mọi người nhá. Con tiếp theo này, con này em chưa lau chùi, em lau chùi tạm thử một con. Đấy, em sẽ cắm điện vô cho anh em coi nhé. Rồi, em nâng điện lên 220 cho các bác dễ dùng rồi. Đấy, mọi người nha. Khi mà hết nước ấy thì nó sẽ báo này này.
nó sẽ báo cái đèn đỏ này, nháy 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 này mọi người này. Đấy thì mọi người cho em nước vào đây. Đấy, bao cho các bác hoạt động bình thường, ngon lành, phổi phèo các thứ là mới tinh hết rồi. Đấy mọi người nhá. Có gió mát này. Khi mà anh em nằm cái dòng này quen rồi nhá. Đấy, đặt trong phòng ngủ hoặc phòng khách ấy, quen rồi ấy, thì các bác dùng là không có cái này là rất là khó chịu. Đấy. Rồi ok nhá. Mẫu này giá là 1.650.000. Mẫu này thì anh em phù hợp cho các bác đặt vào trong cái phòng phòng ngủ khoảng 20 đến 25 mét vuông, rất là ngon. Con này công suất của nó là 27W. Nên là đặt vào phòng ngủ rất là tuyệt vời nhá. Đấy. Mang đến một cái giấc ngủ ngon, không khí trong lành và rất là không có cái mùi trong phòng. Đấy. Các bác dùng cho em mẫu này rất là ok. Tắt ở đây, bật ở đây. Và các tính năng thì các bác cứ nên để tự động, nó sẽ có con cảm biến, kể cả các bác có đặt một cái đốt một cái cây nến lên là nó sẽ tự động nó sẽ báo cho các bác. Đấy, điện 220 hết rồi nha mọi người nha. Con tiếp theo này cũng là con sát. Đấy, con này em cũng chuyển điện hết rồi này. Có tính năng ion này. Đấy. Rồi bù ẩm. Bù ẩm lọc khí. Con này đời của nó là 2011 và công suất của nó là 32W mọi người nhá, 32W. Đấy. Các chức năng hoạt động bình thường. Đấy. Phổi mới tinh hết anh em nhá, phổi mới tinh hết cho anh em luôn. Rồi. Khay nước đây này. Đây coi em chưa lau chùi nhá. Lau chùi là cũng sạch bóng như con kia hết luôn. Khay nước đây. Mọi người cho xoáy cái này ra và cho nước vào cho em là xong thôi. Đấy. À, em chưa có lau chùi. Rồi. Con này thì những cái này em lau sạch sẽ hết cho các bác luôn, trắng phới như con kia luôn. Con này em báo giá luôn cho anh em nhá, báo giá luôn. Công suất của nó là 32W thì nó sẽ áp dụng cho anh em vào phòng khoảng tầm 30 mét vuông thoải mái, 30 đến hơn 30 mét vuông. Mã này là mã L2 anh em nhá. Con này là giá của nó là 1.700.000 mọi người nhá. 1.700.000. Anh em chuyển khoản em vẫn bao ship cho anh em. Đấy, chuyển khoản bao ship nha mọi người nhá. 1.700.000, em sẽ lau chùi sạch sẽ đúng như con kia cho các bác. Đấy. Rồi, anh em cần tư vấn thêm cũng ấy thì có thể liên hệ qua Zalo giúp em. Liên hệ qua Zalo giúp em để em có thể tư vấn kỹ hơn cho mọi người nhá. Đấy, siêu đẹp rồi. Nói chung là bốn con này thì em gión thì nó cũng rất là đẹp mọi người nhá. Con này thì cũng là đến từ thương hiệu Sharp. Đấy. Các chức năng này cũng tính năng như con những dòng kia thôi mọi người nhá. Con này công suất là 32W, đời 2010. Đấy, phổi kèo em cũng thay thế hết cho anh em rồi, mới hết rồi. Rồi, em cũng báo giá luôn cho các bác để các bác tham khảo nhá. Mẫu này thì đời nó là 2010. Nên em gửi đến cho anh em với mức giá là L3 này. Con này với mức giá là 1.670.000 mọi người nhá, 32W. Đó. Rồi tiếp theo em lên một cái con cũng là con Sharp mọi người nhá. Con Sharp. Con này cũng 27W, đời 2014. Đấy, đời 2014. Các tính năng hoạt động bình thường. Đấy, cũng giống như con kia thôi. Con này thì em cũng lên mức giá là 1.650.000 đồng. Giống như con vần lúc con L1 mọi người nhé. Rồi, đây. Con này là em chưa lau chùi dưa dọn dẹp mọi người nha. Lau chùi dọn dẹp thì những cái bẩn này sẽ hết luôn. Đấy, bao cho anh em hoạt động bình thường. Mọi người dùng thử cho em cái mẫu này. Cực kỳ là chất lượng và rất là tốt cho sức khỏe mọi người nhé. Hôm nay em Thanh lên chia sẻ sơ qua cho anh em 4 mẫu xe nhé. 4 mẫu xe. Thì 3 con là của thương hiệu Rante XZR3 mọi người nhé. Có một con size S và 2 con size M. Đó. Thì em về thêm được một con size S bạch công tử này. Đấy, màu trắng tay ngang nhé. Cái dòng này thì khung của nó là khung nhôm mà càng là càng thép. Đấy, khung nhôm càng thép hết. Hàng Rante. Con này màu xanh siêu đẹp luôn. Đấy, nó sẽ sử dụng 3 lít
sorry nhé, 3 đĩa và 8 clip anh em nhá. Ngoài ra thì em còn một con Kentubi Rion. Đấy, Kentubi Rion. Dòng này thì nó là dòng tay đua yên thể thao. Đấy, có phần phanh phụ cho anh em nào mới tập chơi nữa, mình hoặc là mình đi mình bóp ở đây, mình không cầm đây nữa, mình bóp ở đây. Đấy, con này thì phun khung nhôm. Về cấu hình của nó thì nó sẽ sử dụng là 2 đĩa và 8 lít. Bộ đề của nó là đề Shimano Sora anh em nhé. Đó, thì con này nó là con tay đua. Con này size nhỏ nhất phù hợp cho anh em 1m65 đến 1m75-80 vẫn đi đều được. Đấy, nhưng mà rất là phù hợp cho anh em đến từ 1m65 đến 1m70-70 là đẹp. Đấy, tại vì size nhỏ các bác nhá. Khung nhôm sườn carbon mọi người nhé. Khung nhôm sườn carbon. Đấy, sorry anh em. Đấy, lúc đầu là báo khung nhôm mà cái càng carbon nhé mọi người nhé. Đấy, Shimano này. Đây là một cái tem. Đây là cái tem nó bị chóc cái vỏ. Con này thì vẫn còn siêu đẹp luôn. Rồi, ok. Em gửi đến cho anh em với mức giá con này. Nó loanh quanh khoảng tầm 11 triệu đồng nhé mọi người nhé. Đấy, để cho anh em tham khảo. Tiếp theo, báo sơ qua cho anh em. Nếu các bác nào quan tâm thì cứ báo em để em quay chi tiết cho anh em. Đây là một mẫu Rante XR3 mọi người nhé. Đó, dòng tay thẳng mọi người ạ. Dòng tay thẳng. Khung nhôm càng thép. Đấy, càng thép. Vành nhôm hai lớp. Đấy, nó gọi là vành xe gió anh em nhé. Vành xe gió. Con này thì còn nguyên cái phần giá treo nhé. Còn nguyên phần giá treo. Đó. Em gửi mức giá cho anh em tham khảo cái con Rante màu trắng tay ngang như này nhé. Giá của nó là 8.500.000 đồng. Đấy, bộ chuyển động đề là Shimano anh em nhé, Shimano. Rồi, anh em nào quan tâm đến cái mẫu này thì báo em qua Zalo để em có thể quay chi tiết cho, hoặc anh em có thể tham khảo trực tiếp. Tiếp theo là một con màu xanh, con này thì nó cũng còn siêu đẹp luôn, bánh lớn. Đó. Cấu hình thì nó cũng sử dụng bộ số đề. Đấy, Shimano. Dòng màu xanh kêu tương đối đẹp, không sườn, sức sát ít anh em nhé. Đấy, vành của nó là vành nhôm XK luôn, vành nhôm XK R3, sử dụng cho em cũng là 3 đĩa và 8 lít bộ chuyển động của Shimano hết. Đó, đây anh em nhé, của Shimano Atus. Đó, con này còn nguyên những cái dài, còn nguyên hết những cái phần chắn xích của dòng Mika. Đấy, nguyên bản này, bản đặc nguyên bản này. Rồi, ok anh em nhé. Em gửi anh em với cái mức giá tham khảo con này cũng là 8.500.000 đồng anh em nhé, 8.500.000 đồng. Rồi, tiếp theo giới thiệu đến anh em một con Rante màu này, màu xám. Đó, cũng sử dụng cấu hình như trên đấy, của Shimano, có chuông yên thể thao, và được tặng kèm, riêng con này được tặng kèm là hai cái dè trước và dè sau cho các bác đi nhá. Đấy, cũng sử dụng 3 đĩa và 8 lít của bộ đề trước và đề sau của Shimano Atus. Đấy, Shimano Atus. Rồi, dòng này dòng size M anh em nhá. Size M thì nó phù hợp cho anh em từ 1m7 trở lên là đi rất là tuyệt vời anh em nhé, 1m7 trở lên. Rồi, ok, em sơ lược qua 4 mẫu xe cho anh em tham khảo, thì các bác nào quan tâm đến mẫu nào báo em để em có thể giới thiệu chi tiết hơn cho anh em. Rồi, tiếp tục em lên chia sẻ đến toàn thể anh em một cái bộ khoan
khoan sắt và khoan inox anh em nhé, khoan sắt và khoan inox này. Trong này thì nó sẽ có 6 mũi mọi người nhé, đến từ thương hiệu của Kabushi. Và mọi người có thể nhìn thấy đây là một cái tem chống hàng giả hàng nhái này anh em này, tem chống hàng giả hàng nhái. Anh em yên tâm, dòng này mọi người cũng dùng cực kỳ là siêu tốt. Đấy, siêu tốt luôn. Ở đây là nó sẽ tặng kèm cho anh em thêm hai cái lục giác nhá, hai cái lục giác ở đây. Đấy. Và nó sẽ có cho chúng ta là phi 16 này, phi 18 này mọi người này. Đấy, phi 16, 18, 20. 20. 22, 24. Và 22, 25 và 30 mọi người nhá. Và 30 như này. Đó, thì nó sẽ có bao gồm cho anh em là 6 mũi. Đây, em mời anh em quan sát cái chất thép của nó này. Đấy, chất thép của nó thì anh em yên tâm nhá, hàng Kabushi này. Kabushi này, TC này, phi 16 mm là nhỏ nhất này. Được dập chìm luôn nhá. Và ở đây phần giữa này thì nó sẽ có một cái mũi khoan và kèm một cái lò xo. Đấy, để đẩy để mình có lực nhá. Đây là những cái đầu khoan doa to lỗ phi 30 này. Và nó kết hợp luôn thêm một nó gọi là cái gì em cũng quên mất rồi các bác ạ. Đấy, còn đây là các bác nhìn nghe chất thép này. Hàng siêu ngon luôn. Anh em dùng cái này khoan sắt, khoan inox đều được nhá. Khoan inox mà như cái inox dày ấy thì em Thanh chưa thử, nhưng mà những cái dòng inox mỏng mỏng ấy thì dòng này tốt lắm mọi người nhé. Tiếp theo em Thanh giới thiệu đến toàn thể anh chị em. Đấy, một cái mẫu đồ nghề. Cái mẫu này nó là cái mẫu súng nổ anh em không cần phải khoan nữa. Ví dụ mình bắt một cái tổ điện hay một cái gì đó thì mình ấn vô phát là nó nổ là nó giữ đinh. Đấy, giữ đinh rất là ngon, tiện lợi luôn. Các tiện lợi con này đến từ thương hiệu Kabushi nhá. Con này đến từ thương hiệu Kabushi. Thì chủ yếu em Thanh cũng phân phối những cái đồ nghề của Kabushi. Đấy, tại vì nó cũng tương đối là chất lượng nên là gửi đến cho anh em. Đây là cái sơ đồ để anh em sử dụng nhá. Đấy, thì trên hình thức của nó như này. Tay đinh của nó đây em nhá. Nó như một cái ấy này mọi người nhá. Kèm tặng cho anh em thêm một cái kính này. Đấy, để anh em bắt rô. Đây là cái vệ sinh. Đấy, và nó sẽ kèm thêm cho anh em thử một ít đinh nữa. Cái này không phải là đinh mà là những cái lò xo để thay thế, tức là phụ kiện đi kèm luôn cho anh em để thay thế thêm khi mà mình dùng quá lâu anh em nhé. Cái này không biết là cái gì đây. Đây là một cái găng tay màu trắng để anh em có thể sử dụng chuyên nghiệp mọi người nhé. Đó, thì hình thức của nó thì cách sử dụng đây em gửi đến cho anh em xem cái mẫu người ta đã sử dụng đây anh em nhá. Đấy, thì nó chỉ có ấn và nó nổ thôi. Đấy, cực kỳ là hay luôn. Đấy, cực kỳ rất là hay. Kể cả sắt, kể cả bê tông nó vẫn sử dụng được hết bình thường mọi người nhá. Sử dụng hết được bình thường. Đấy, mình chỉ cần việc ấn xuống nó nổ. Đấy, nó nổ là giữ đinh như thôi. Đấy, cực kỳ là chất lượng. Nó như kiểu một cái khẩu súng sóc lọ như kiểu thời xưa ấy mọi người nhá. Con này rất là chắc chắn. Rồi, em gửi đến cho anh em với cái mức giá là 500.000 đồng, báo ship tận nơi cho anh em một cái bộ như này nhá. Rất là tiện ích khi mà anh em sử dụng mẫu này. Ngoài ra bên xúc có cả đinh để phục vụ cho anh em luôn. Đinh của nó đây, em bóc ra cho anh em coi luôn. Còn 500.000 là chưa có bao gồm đinh anh em nhé. Chưa bao gồm đinh. Thì đinh của nó đây thì sẽ bóc tách ra cho anh em luôn. Đinh nổ này thì chỉ có 2.000 đồng trên một cái đinh nổ này thôi nhá. Đấy, nó dài đâu đó khoảng mấy phân đó. Dài đâu đó khoảng mấy phân thì các bác cứ đưa vào và bắn bụp phát vào tường như này. Đấy, là xong rồi. Rồi, ok, mẫu này 500k, đinh là 2.000 đồng một chiếc, một hộp như này là 100 chiếc. Đó. Rồi, tiếp theo em Thanh lên giới thiệu đến anh em một cái con lò vi sóng 3D. Con này thì nó là hàng của Italy mọi người nhá, hàng Italy, hàng thanh lý, hàng mới tinh, chưa có xài. Đấy, dòng 3D và nó được sử dụng điện 220 cơ anh em nhá. Khung sườn của nó thì sẽ được làm bằng inox rất là sạch sẽ như này. Đấy, mới tinh.
Mặt là mặt gương nhá, mặt gương siêu sáng luôn, anh em nhìn chưa? Mặt gương nó phản chiếu những cái cuộn dây điện này. Đấy, mặt gương. Và dòng này nó dễ sử dụng lắm anh em nhá. Đấy, thương hiệu đây. Đấy, mọi người có thể quan sát này, full inox. Đấy, full inox Pro. Cái đây là mã của nó này, 8110, hàng nguyên thùng như này. Đó, thì anh em có thể tham khảo cái mẫu này nhá, tham khảo trên các thông tin trên sàn, trên Google để mình biết được cái dòng này nó là 28 lít này, công suất tối đa của nó là 1000W anh em nhá, 1000W này. Đấy, nó là dòng 3D nên là các bác nó không cần phải quay đâu. Đấy, và nó chín được đồ ăn và các thứ, anh em làm bánh làm trái các kiểu đầy đủ luôn. Ok, con này thì siêu ngon luôn, có màn hình điện tử rất là to. Đấy, ok anh em nhá. Đấy, đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn để anh em tham khảo. Con này 28 lít. Rồi, giá em gửi đến cho anh em tham khảo đó là 3.500.000 đồng, bao ship tận nơi cho anh chị em nhá. Con này thì các bác dùng quá là yên tâm luôn, full full inox sạch sẽ, full inox hàng Italy, còn nguyên thùng cho anh chị em tham khảo ha. Rồi, em còn rất là nhiều dòng sản phẩm, thì để video sau em sẽ lên chia sẻ kỹ hơn cho anh em những cái dòng sản phẩm khác nhá. Rồi, ok. Ngoài ra thì video sau em sẽ lên thanh lý cho anh em một số những cái mẫu đèn âm trần của Nhật như này. Đấy, còn mấy cái đai bảo hộ lao động của Tajima em cũng lên thanh lý nốt này. Một số những cái mẫu bếp từ của Nhật thì em cũng lên thanh lý nốt, cả máy xay nữa. Đấy, thì anh em nào quan tâm đến cái mẫu này thì đón xem những video sau của em nhé. Đấy, anh em giúp em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Cảm ơn và đa tạ tất cả mọi người nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em vào trong một cái video lần sau.